sư xin à, chào tất cả mọi người nha à, sư chúc à, tất cả mọi người à, có một buổi trưa thật là vui vẻ à, khi à, sư phát cái video à, à, sư nói là có hai tí công có hai tế công uh, trong miền nam thì có thầy tâm phúc ngoài bắc này là có thanh hải như là hai tế công uh, chuyên môn nói những cái chuyện đạo ra để cho tất cả mọi người uh, trên cộng đồng mạng cũng như ở uh, uh, cái uh, thời này uh, biết được về cái việc ở cái cửa thiền môn. Ở cái cửa thiền môn thì khi mà không có hai tế công nói ra thì tất cả mọi người thấy được cái là mọi người nghĩ là ở cửa thiền môn tất cả nó đều là màu hồng đúng không? Nó đều là màu hồng, nó đều là một cái nhiệm màu cũng như là nó đều là một cái vân 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 nói chung là nó rất là tốt đẹp nhưng mà khi có hai tỷ công hai tỷ công thì trong miền Nam cũng như ngoài Bắc có hai tỷ công này mà giúp cho tất cả người cộng đồng cũng như là các Phật tử biết được về cái thời mạt Pháp này nhiều hơn thì sư mới chia sẻ cho mọi người là khi mà sư phát cái video đó thì uh, có các phật tử vi điện tới điện tới với nói là thầy ơi uh, uh, chúng con không, không 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 hài lòng vì uh, thầy ví uh, thầy và thầy tâm phúc đấy uh, chúng con nghĩ là thầy phải um, khác thầy tâm phúc rất là nhiều hơn khác nhiều hơn chứ nhưng mà thầy ví à, thầy và thầy tâm phúc là hai tí công thì chúng con nói chung là chúng con nghĩ ấy là nó thiệt thòi cho thầy nó thiệt thòi cho thầy thì à, thầy mới chia sẻ cho tất cả mọi người thầy mới nói với mọi người là không có gì là một cái thiệt thòi không có gì là một cái thiệt thòi mà xuất phát từ đâu Xuất phát từ đâu thì mới có hai tỷ công này, đúng không mọi người? Xuất phát từ đâu? Bởi vì đầu tiên ấy, là cũng phải là xuất phát từ giáo hội đã, Đấy. phải xuất phát từ giáo hội là đầu tiên đã, thì mới xuất hiện hai tỷ công này, đúng không mọi người? Bởi vì giáo hội ở trong nam cũng như giáo hội ngoài bắc này là ở cái giáo hội thái bình cũng đã dồn à, nói chung là dồn nhiều người chứ không phải là dồn mình sư nhưng mà chỉ có duy nhất là dư sư nói ra thôi chứ còn dồn thì cũng dồn rất là nhiều người thì à, nói chung là dùng tất cả à, mọi à, thủ đoạn đúng không mọi người khi mà thích thanh dục cũng còn à, khỏe mạnh thì à, lúc đó cũng làm trường ban Phật giáo của Thái Bình đúng không mọi người thì cũng đã dùng tất cả mọi thủ đoạn cũng gọi là cướp cái ngôi chùa à, hăn cù vũ quý kiến phương Thái Bình đúng không mọi người thì qua những cái 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 chuyện đó thì tất cả mọi người biết được rồi nói chung là dồn sư vào con đường cuối cùng đúng không dồn sư vào con đường cuối cùng thì cuối cùng thì tức nước sư cũng phải vỡ bờ đúng không? Tức nước sư cũng phải vỡ bờ, sư cũng sẽ nói tất cả những cái truy ở trong đạo mà sư đánh đổi 37 năm trời. Sư đánh đổi 37 năm trời, sư biết được ở trong đạo như thế nào và bên trong sâu thẳm ở trong đạo như thế nào. Bởi vì là thường thường là phần nhiều là mọi người nghĩ là có cái gì đó nó rất là tốt đẹp nhưng mà hoàn toàn nếu như đối với một người ở trong đạo lâu năm thì biết được những cái chuyện đó và những người còn ở trong đạo thì nó cũng có một cái giới luật đấy tất cả mọi người biết được là nó có giới luật cái gì nó cũng có giới luật của nó tức là có những cái giới luật là không được đưa những cái chuyện ở trong đạo nói cho người thế gian biết Tức là có như thế nào thì mình cũng chỉ biết với nhau thôi Chứ không bao giờ đưa những cái chuyện này ra cho người thế gian biết Nó đều có luật hết Nhưng mà thậm chí thì không bao giờ có ai dám nói đúng không Nhưng mà chỉ có à, sư chia sẻ cho mọi người là hai tế công Tế công của miền Nam cũng như tế công của miền Bắc Thì mới dám, mới dám nói, mới dám à, gọi là bạo dạ để mà nói cái thời mạc pháp này thì khi mà có phật tử định tới thì nói là thầy ơi thầy không thể ví được thầy với cái thầy tâm phúc được cái thầy tâm phúc thì cái quá khứ của thầy ấy như thế nọ như thế kia nói chung là cái quá khứ của thầy ấy xấu mời thì cái quá khứ của thầy thì chỉ gọi là chỉ có một hai thôi. Do đó là thầy không thể ví được thầy và thầy tâm phúc được, nhưng mà sư sư chia sẻ cho mọi người đều như nhau. Cái mục đích đều như nhau, cái mục đích chỉ là một. Um, cái vấn đề gọi là bức xúc. Ngoài đời nói là tức nước vỡ bờ, nhưng mà ở trong đạo thì nó quá bức xúc, nó quá bất công. Mà khi mà ở trong đạo mà đã có cái chuyện quá bức xúc, quá bất công Thì ngoài đời cũng là thời mạc vận Đúng không mọi người? Ngoài đời cũng là thời mạc vận Thì tất cả mọi người biết được cái chuyện ở ngoài đời đó Đúng không mọi người? Không thiếu gì nó cũng giống như ở trong đạo là mạc pháp Còn ngoài đời là mạc vận Thì tất cả nó đều à, đi đến một cái mục đích là tức nước vỡ bờ nói để cho mọi người hiểu để cho mọi người khôn ra đúng không mọi người à, còn à, sư chia sẻ cho mọi người là nếu nói tới quá khứ nếu nói tới quá khứ thì hôm nọ sư đã chia sẻ cho tất cả mọi người là quá khứ của một hòa thượng đúng không quá khứ của một hòa thượng mà cụ cũng à, sơ suốt nói chung là cụ cũng sơ suốt mà cụ phải đi tù 10 năm đúng không cụ sơ suốt mà cụ phải đi tù 10 năm mà khi cụ mãn hạn cụ về rồi cụ cũng là một người rất là nổi tiếng cũng như nhiều người rất là trọng cụ sư đã từng chia sẻ cho mọi người nè tất cả những người ở ngoài bắc này muốn mời cụ ra lễ thì vé máy bay đi vé máy bay về cho cụ, trả cho cụ khi cụ ra tới ngoài bắc này cụ lễ về là ước cũng phải ba chục triệu đến năm triệu gọi là tạ lễ cho cụ đấy. do đó là nếu nói tới quá khứ thì quá khứ của cụ còn còn ở cái tầm cỡ nào đúng không mọi người? ở cái tầm cỡ nào mà đến khi cụ sám à, hối? trong nhà chùa nói là sắm hối nhưng ngoài đời nói là hoàng lương đấy thì cụ cũng vẫn được mọi người thương yêu mọi người tôn trọng đấy khi mà những cái người mà đã thương yêu cụ mọi người mà đã tôn trọng cụ thì tất cả những người đó đều hiểu cụ đúng không mọi người đều hiểu cụ thì sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người ví dụ như thầy tâm phúc thầy tâm phúc thầy lên thầy nói thì tất nhiên mọi người thấy được à, thầy nói rất là những cái từ nó rất là thô nó rất là thô đúng không mọi người nếu như mọi người à, nghe thì nó rất là 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 à, buồn cũng như nhìn thấy à, sao lại có một thầy chùa nói như thế nhưng mà mọi người phải biết được là vì sao vì sao người ta mới nói như vậy còn sư thì tất nhiên là sư không 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 dám nói những cái 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 điều đó bởi vì dù sao thì à, mọi người thấy được là sư thì cũng xuất hiện nhiều ở trên mạng ảnh đúng không à, đóng phim rồi là đóng kịch đã bao nhiêu năm nay là xuất hiện rất là nhiều nhiều những người thậm chí nếu như à, không xem được những cái video mà sư vận hạng như thế này thì vẫn tin là sư còn ở đang cái ngôi chùa đó đấy vẫn định tới vẫn cứ thầy ơi có ngày nào đó chúng con về thăm thầy nhưng thầy chỉ nói là thôi bây giờ thầy cũng uh, nhận nhiều chùa lắm thầy trông coi nhiều chùa lắm thì uh, không biết là lúc nào thầy ở nhà thì khi mà uh, bao giờ có về thì phải định trước đấy bởi vì nhiều người không xem được những cái video của sư Vạn Hạng Thì mọi người vẫn tin tưởng là sư còn ở cái ngôi chùa đó Đúng không mọi người? Do đó là sư mới chia sẻ cho mọi người là Tất cả một cái mục đích đều là Bức xúc, tức nước vỡ bờ Mình hy sinh, mình thiệt thòi đi một tí Cho mọi người đánh giá mình đi một tí Nhưng mà mình đổi lại Đổi lại cho tất cả cộng đồng Cho nhiều người biết năng tỏa hơn và các đạo bạn người ta biết được người ta hiểu hơn đấy người ta hiểu hơn đúng không mọi người còn à, mọi người thấy được nói tới à, quá khứ của một hòa thượng thì um, sư vừa nói rồi vẫn có người thương yêu vẫn có người tin đấy cũng như à, sư chia sẻ cho mọi người sư không nói tục như cái thầy tâm phúc nhưng mà um, thầy tâm phúc thầy nói tục đúng không mọi người nói tục nhưng mà vẫn có người tin vẫn có người thương yêu thầy ấy chứ làm sao mà 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 ông trời ông ấy không thể 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 ẩm, cho con người tất cả và ông ấy cũng không thể lấy đi quả con người ta tất cả đúng không mọi người do đó là khi sư chia sẻ cho mọi người nè sư uh, phát cái uh, À, đoạn cờ lên thì mọi người nói là Thầy ví, à, thầy như thầy tâm phúc Thì nó hơi thịt thòi cho thầy Nhưng mà thầy à, nói lại cho tất cả mọi người là Không có gì là một cái thịt thòi Không có gì là một cái thịt thòi Đều là một cái mục đích Là nói nên để cho cộng đồng biết Để cho xã hội biết Ở cái thời mạc pháp này Đúng không mọi người Còn nếu những người người ta thương yêu Người ta tin tưởng mình Thì người ta vẫn cứ là tin mình còn kể cả những cái à, à, các vị khác có thể là các vị cậy quyền cậy chức rồi các vị bưng bực như nọ như kia nhưng mà sư khẳng định cho mọi người vẫn có người gọi những cái từ nọ từ kia người ta không hề tôn trọng do đó là sư mới chia sẻ cho mọi người là ở trong miền nam bởi vì sao người ta giữ theo đúng đạo phật hơn đấy bởi vì tất cả mọi người thấy được là ở trong miền nam ấy thì à, có thể là người có vợ rồi người có chồng rồi mà à, quay lại cái cảnh phật quyết tâm một lòng đi xuất gia thì vẫn được thụ giới vẫn được thụ giới cho những người có chồng rồi những người có vợ rồi kể cả năm ba người con vẫn thụ giới đấy bởi vì những các vị ở miền Nam là người ta hiểu đạo người ta giữ đúng theo đạo Phật hơn thụ giới là để cho con người giữ giới đấy giữ giới là không làm những cái điều gì nó sai trái đấy nhưng mà ở ngoài Bắc này phần nhiều nói tới kể cả cái giáo hội Thái Bình cũng nâng lên cái tầm quan trọng có nghĩa là thụ giới đây là một sự lên chức đấy Thụ giới đây là một sự lớn chức Để nòe tất các Phật tử Vân 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 Đấy Nhiều người còn làm tới vài chục mâm cổ Hôm nay Thầy con lên chức Các Phật tử ở nhà làm cỗ để khao mọi người Đấy Để khao mọi người Để thầy con lên chức Chứ mọi người ơi Thụ giới Thụ giới là để giữ giới Đấy Giữ giới để không làm càng nằm bận nằm bậy đấy mọi người phải nhớ như vậy không làm càng nằm bậy chứ có phải là thụ giới là để 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 nên chức như tất cả người đời nghĩ để 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 các vị loè phật tử đâu mọi người đấy. sư chia sẻ cho mọi người là trong cái giới của những người xuất gia thì nó nhiều những cái giới đó nó nhiều những cái giới những cái giới nhỏ tức là những cái giới uh, trọng rồi giới khinh đấy. Giới trọng nó là cái giới nặng, giới khinh nó là cái giới nhẹ đấy. Những cái giới người xốp cha sư ví dụ như là cái dây phơi quần thì nó phải thấp, nó phải thấp dưới đầu người. Đấy. gọi là nó phải thấp từ ngực xuống. Còn đâu khi cái dây nó đã cao thì chỉ có phơi áo thôi chứ không được phơi quần vào những cái 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 à, cái dây nó cao đó là một cái ví dụ như những cái giới luật của nhà chùa nó tỉ mỉ như thế nó 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 khác ở ngoài đời hay là những cái cốc nước những cái ly nước mình uống thì mình, mình 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 phải uống hết chứ mình không được được để thừa lại nhiều mình không được để lại vân 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 Đấy. những cái sự tỉ mỉ những cái đó đều là những cái giới răng để mà giữ để mà tu hành nhưng mà hầu như là nhiều người còn mê mội lắm trời ơi thụ giới là để lên chức như nọ như kia xin tạm biệt tất cả mọi người chúc mọi người có một cái buổi nghỉ trưa thật là vui sảng khoái mọi người nha